chúng sanh bây giờ đang đọa trong tam đồ ác đạo là kinh khủng lắm. Nó khổ không tưởng tượng được đâu. Nên khi mà bậc A-la-hán nó thành cái quả vị của họ rồi đó, thì họ có thể nhìn được là 500 kiếp trước và sau. Thì quý vị biết rằng là khi họ mà nhìn những cái đời quá khứ của họ đã từng đọa trong tam đồ ác đạo đó quý vị, từng ở trong địa ngục ngạ quỷ súc sanh đó, thì tự nhiên bậc A-la-hán mồ hôi tót ra máu. Không phải là chảy nước mắt ra máu mà là mồ hôi á tót ra máu. Tại vì nó kinh khủng quý vị, tụng trong kinh Địa Tạng đi, phải là cái công đoạn mà mẹ của Quan Mục Nữ không? Mẹ Quan Mục Nữ khi mà nhờ cái phước báo của người con là Quan Mục Nữ niệm Phật tu hành hồi hướng, thì bà từ trong địa ngục thoát ra. Nhưng mà bà được thoát khỏi địa ngục làm người, nhưng mà thọ mạng chết yểu. Vừa sinh ra là bà đã biết nói chuyện rồi. Vừa sinh ra là bà biết nói chuyện. Đứa bé khóc hòa lên và nói rằng đây là mẹ của Quan Mục. Thì nói hỏi ra cái ngày sanh tháng đẻ và gia quyến sao sao, và nói rất rõ ràng. Thì hỏi là khi mẹ chết đi sanh vào đâu, là trong địa ngục. Hỏi cảnh giới địa ngục như thế nào, nói thôi con đừng nói nữa, kinh khủng lắm. Nên có những người mà đọa trong địa ngục mà ta được thoát khỏi, mà ta nhập xác á, mà hỏi người ta về cái việc mà địa ngục như thế nào, người ta chỉ có khóc thôi. Tại vì không diễn đạt được cái khổ ở trong địa ngục, nó kinh khủng lắm. Từ nơi đó quý vị tụng trong kinh Địa Tạng đi, rồi quý vị sẽ biết sự khổ đau trong địa ngục. Nó, nhưng mà đó là một cái tâm sân hận cấu kết thành một cái cảnh giới đọa lạc trong địa ngục. Còn tâm tham lam cấu kết nặng nề đọa lạc trong loài ngạ quỷ. 500 năm mà quỷ chưa dùng được một miếng nước bình thường, 500 năm chỉ có liếm được một miếng đàm khi người ta khạc ra. Mà đàm người ta khạc ra mà quỷ tập trung giành giật dữ lắm mới liếm được miếng đàm. Như vậy mà đói như vậy mà vẫn không chết, da bọt xương mà không chết. Vì sao? Vì cái quả báo đói mà không chết. Kinh khủng không? Vì ngạ quỷ là đói không chết mới thê thảm chứ. Như mình ở cõi này bỏ đói mà là mình chết liền. Tại vì mình ở cái cõi này là mình không phải đói, nên khi mình đói là nhất định mình sẽ chết. Nên ở cái cõi này mà người ta mà chết đói á, là cái quả báo người ta cũng dữ dằn lắm rồi đó. Tại vì cõi này là không có đói, nên đói là phải chết. Nên cái cảnh giới của ngạ quỷ là đói mà sống. Kinh khủng cho quý vị. Đói mà sống. Bây giờ một ngày chúng ta ăn 3 buổi ăn, mà chúng ta chỉ cần ăn một buổi thôi, 2 buổi kia không ăn, thì quý vị thấy quý vị đã ăn không ngon, ngủ không yên. Ngủ không yên rồi đúng không? Sốt ruột á đó. Không chi mà 500 năm mà không uống được một miếng nước, mà chỉ có giành giật liếm được miếng đàm, mà phải chi liếm được cái đàm người tu còn ngon. Sợ liếm nhầm cái đàm ông uống rượu. Uống rượu uống bia nó khạc, chứ người tu người ta cũng khạc đàm tầm bậy đâu. Quý vị nhìn cái người xuất gia tu hành mà nếu đi ngoài đường mà khạc đàm là ông này không phải tu hành. Chắc chắn quý vị luôn, không bao giờ khạc đàm tầm bậy ở ngoài đường. Nó đàm trong miệng người ta nuốt vô bụng luôn, người ta không khạc ra ngoài luôn. Có khi người ta khạc đàm, người ta sẽ khạc rất là kỹ dưới gốc cây hoặc là dưới nhà vệ sinh, chứ không bao giờ người ta khạc giữa đường xa. Vì sao? Vì cái tâm bất thiện quý vị sẽ phát lên khi khạc đàm giữa đường xa. Quý vị nghĩ đi, bây giờ mình khạc một miếng đàm giữa đoạn đường người ta đi, kẻ đi qua người đi lại chỉ cần nhìn ẹ ăn cái thôi là quý vị đã chịu bao nhiêu cái ẹ đó chứ, phải không? Đó, ví dụ như bây giờ cái người người ta không hiểu chuyện đi, người ta đi ngoài đường người ta mắc đi cầu quá, người ta ngồi xuống giữa cái đường người ta đi một bãi thì quý vị biết kẻ đi qua người đi lại hửi phân này, quý vị biết cái quả báo này nó cỡ nào chưa, nó kinh khủng chưa quý vị? Hãy phân tách kỹ ra đi, nó cái quả báo nó đáng sợ lắm. Nên cái người mà hiểu được thì không dám làm cái chuyện như vậy. Thí dụ như bây giờ cái nơi không phải đi tiểu, mình tiểu tầm bậy, để kẻ đi qua người đi lại hửi nước tiểu của mình, thì quả báo bị chịu làm sao? Nếu như quý vị đi vô trong chùa mà bị tiểu tầm bậy trong đất Dạ Lam thì bị chịu cái quả báo gì? Kinh lắm đó, không phải giỡn đâu, hiểu không? Mà thí dụ như có những người ta đi chùa, người ta không hiểu, ta nghĩ rằng vô chùa là bẻ lọc, ta bẻ cành lá hoa trong chùa, bẻ chùa lũi chứ. Cuối cùng ngày mai ông thầy ông ra ông nói trời là trời, cái thứ Phật tử gì đâu mà nó chơi kỳ cục, nó bẻ cành lá hoa quả trong chùa chùi lũi chứ, mà lọc lọc này nó đem về nhà chắc tan nhà mắc mạng quá. Chứ không có chuyện giỡn chơi đâu trời. Lọc gì? Lọc gì mà kỳ cục vậy? Cái người ta cho mới là lọc. Còn cái người ta không cho mà lấy là ăn cắp. Mà ăn cắp cái gì? Ăn cắp của Tam Bảo.
Nên quý vị đi đến chùa mình mà nghe gì, có ai dám làm chuyện này không? Ai mà dám? Xài mà nó cháy lòng thòng tá lả bên mà có ai dám bẻ ăn không? Rụng mà còn không dám lụm ăn. Đừng có chi bẻ. Tại rõ ràng chưa? Nói có một cái câu chuyện người xuất gia này chưa hiểu sâu nhân quả. Đi ngang một cái vườn sen, ông thấy hoa sen đẹp quá, thì ông á, đưa tay ra ông nâng đó hoa sen lên ông ngửi một cái. Tối lại thằng hoa đến báo mộng, nói tại sao ông ăn cắp hương vị sen. Kinh khủng chưa? Hỏi ủa tôi ăn cắp cái gì? Hoa sen, trong cái đầm sen này là có thằng hoa để mà giữ, mà không phải của ông, mà ông lợi ông ngửi hoa, đó là ăn cắp hương hoa đó. Nên quý vị thấy đáng sợ chưa? Rồi đi, ví dụ như bây giờ quý vị đi, đang lau trái cây cúng Phật đi, lau thấy trái cây ngon quá thì mang tội gì chưa? Quý vị biết á, cúng Phật là cúng hương hoa, cúng hương vị, chứ cái trái quý vị thấy Phật có ăn không? Ví dụ như quý vị cúng chư hương linh hay cúng ông bà mà quý vị đi ngửi đồ lại bị mang tội bắt kính. Vì sao? Người ta là ngửi dùng hương vị, quý vị lại ngửi hương vị, quý vị ngửi hết cái vị rồi thì cúng cho ai? Hiểu chưa? Thí dụ như bây giờ đồ cúng đĩa thực, những đứa cúng vậy đó, những đứa chưa cúng xong mà hương linh lại ngửi là mang tội ăn cắp hương vị. Hương linh nghe đó nghe, chứ đừng có nói chuyện giỡn. Ăn cắp hương vị, cúng xong rồi, dứt rồi mới được dùng. Mà khi cúng xong rồi phải để một chút, ít gì cũng khoảng 4-5 phút cho người ta ngửi mùi. Chứ vừa cúng xong lặt ra đem vô thì người ta vừa, thí dụ như mình đi, mình đang ăn, mình chạy lên, mình chụp, mình cắn, dứt của mình đem cắt đi, sân si nổi lên liền. Hiểu chưa? Sân si nổi lên liền, đúng không? Nên khi cúng xong mình để một chút, cúng ông bà, cúng tổ tiên, cúng đều để một chút, chúng ta mới dọn xuống. Chứ không có được mà cúng xong một cái bắt đầu đem xuống liền, đó là ham ăn hút uống, danh dự với ông bà hương linh. Thấy chưa? Nó nên mấy cái người nghe dọn đồ cúng hương linh nghe, vừa cúng xong rồi chưa gì hết trơn mà dọn liền là danh dự với hương linh mà ăn đó. Nó thấy chưa quý vị, nghe nhân quả này đáng sợ chưa? Nên ở trong giới kinh có một công đoạn mà một người sa di á, khi á, mà rửa trái cây mà lấy một cái trái ăn gì mà đọa địa ngục đó. Nó chuyện giỡn hả? Nên tất cả những người mà lau trái cây đồ trên bàn thờ Phật để mà mình rửa trái cây đồ xong mình cúng, không được ngửi nghe chưa? Không có được ngửi đó. Hồi xưa giờ chắc có ngửi nè. Hoa mà cúng Phật đồ này kia là có ngửi nè, chứ không phải chuyện giỡn đâu. Ngửi hoa nè, cầm hoa lên ngửi hít hít, còn nói hoa không thơm gì chưa. Nó đem hoa cúng Phật mà hít ly hít lịa, thấy chưa? Cái quả báo phải hiểu đó. Quý vị nghe gì đi, quý vị thấy cái chuyến đi đi đến đây quý vị thấy đáng giá chưa? Đó, nên nghe như vậy nó lợi ích lớn dữ lắm, để mà mình tránh rồi còn dạy con cháu của mình. Từ đó giờ tạo bao nhiêu tội nghiệp rồi, thấy không? Thí dụ như mấy ông đàn ông này đi, thí dụ như không phải vợ mình mà mình lỡ mình hung cái là mấy ông mang tội. Nó dòng dò vậy chân. Mà thí dụ như người ta cho mình hung thì mình hung. Nó cho mà. Còn bây giờ người ta không cho mà chạy là hung cái là bị tội. Đời sau mấy ông bị hung lại. Nó từ nơi đó mà cái quả báo nó không có chạy một chút nào hết trơn ha. Quý vị coi bây giờ đời này quý vị, chồng quý vị nó hung quý vị bao nhiêu cái không tính được, đúng không? Thì quý vị đã hung nó bao nhiêu cái rồi, nó hung lại quê. Chứ quý vị nó thật sự nghe, nếu thiếu nợ một cái hung nào mà nói là bị hung thì không có đâu. Không thiếu nợ miếng nào sao hung? Bây giờ quý vị có thiếu gì đức nợ nào đâu mà hung được. Đúng không? Nhiều cô đi đến đây này 9 năm này như đứa có hung được cái nào đâu. Tại vì có thiếu cái nợ đó đâu mà hung. Nhưng mà thiếu là dính đó nghe. Thiếu là tự nhiên gạ lỡ cái đưa cái mặt là hung cái liền. Không có giỡn đâu, trời nó thiếu mà. Cái này ghê lắm á, chứ không phải chuyện giỡn đó nghe. Nên nợ nần của lục đạo luân hồi thì nó kinh khủng lắm. Nó nói thì vui vui vậy đó, nhưng mà nó kinh khủng lắm quý vị ơi. Thấy không? Nó, nếu như bây giờ quý vị thiếu mạng đó. Bây giờ ở đây đó ai đã từng cắt cổ gà, đập đầu cá, mổ bụng cá, mổ bụng heo, cắt thịt thì coi không đơn giản. Một con heo nó đang sống vậy phải không? Cái người mặn thịt heo giết con heo,
là vì họ giết con heo này để họ bán thịt cho nhiều người mua thịt heo. Thì mỗi một người đến mua thịt heo, mỗi một người đến mua thịt heo là con heo á, khi giết nó xong á là nó chấp xác, nó đứng kế bên thịt của nó, đứng kế bên luôn. Quý vị lỡ chỉ cần chỉ bán tôi miếng thịt ba chỉ này ngon nè, lấy miếng thịt này cho tôi, cắt một cái rẹt là con heo mà nó chết đi á, là nó không phải là hình heo mà nó trở lại hình người bình thường, nhưng mà nó chấp cái xác của nó, nó nhìn quý vị, nó nhìn cái người này thì ở trên cái đỉnh quan á là phát sáng là còn phước, nó nói thôi kệ cho nó qua, nhưng biết nó là nhà ở địa chỉ đó rồi, địa chỉ đó biết rồi. Lỡ con nhỏ này mua miếng thịt heo, nhìn trên đỉnh quan của nó tối quá mà phát ra màu tối mờ quá, phước si vậy được rồi, tối nay đến xử lý như thế này làm cho bệnh đau chơi, thấy chưa? Nên từ nơi đó có phước thì chưa, nhưng mà người ta cũng biết địa chỉ nhà mình rồi, biết mình ở đâu rồi, chờ cơ hội đến lúc cặn tử nghiệp đến xử lý. Không đơn giản đó nghe, đây là 100% luôn á. À, quý vị coi Ngộ Đạt Quát Sư giết làm chịu thố đó, vậy mà cuối cùng đi theo 10 đời, quý vị nghĩ sao? Nó cái thằng thức mà theo đòi nợ kinh khủng chưa? Mình có thể bỏ cái mạng này, nhưng mà cái linh thức á, họ tái sinh ở đâu là người ta đeo theo tới cùng luôn. Người ta vẫn tồn tại cái linh thức để báo thù. Quý vị biết á, cái người này vừa chết đi và nhập thai là cái quan gia đã biết quý vị nhập thai ở nhà đó rồi, đi đến đó là và kiên nhẫn chờ đợi luôn, tới khi quý vị lớn lên tiếp tục ngồi đó đợi cơ hội để xử lý. Vậy mà theo mười đời như vậy để báo thù, quý vị coi kinh khủng chưa? Không chỉ quý vị ngồi đây mà quý vị đã từng mang nghiệp phá thai thì sao? Thì quý vị nghĩ đi, dưới cái sự công phu tu của mình không thể nào mười đời mình tu xuyên suốt được, nên chúng ta chỉ chọn có một đời này để giảng sanh thôi, chứ chúng ta không dám nói mười đời, đời sau chưa chắc mình tu đâu. Vì một đời tệ hơn một đời, căn tính mình nó tệ quá, nên không thể nào mà đời sau mình tu nó đâu. Đời sau mình có phước mình không có tu đâu, phước dày quá nó không có tu. Nên từ nơi đó mà đời này mình phải miết cái con đường giảng sanh này. Nên người tu hành phải phát tâm ăn chay trường. Quý vị cứ nghĩ đi, quý vị đã cắt cổ bao nhiêu con gà, bây giờ con gà gì mình đạp vô hai cái chân đó, mình đạp vô cái cánh đó, xong mình cầm cái đầu của nó, mình nhổ lông cái chân cái gần cổ của nó, xong mình cầm cái dao mình mài, mà khi chuẩn bị cắt mình còn làm tẹt 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 tẹt, mình liếc á, tẹt 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 tẹt, xong mình đưa vô họt ẹt họt ẹt họt ẹt, con gà kêu quát quát quát, ẹt ẹt ẹt, cọt kẹt quát gì, mình luộc mày bây giờ quát, thấy chưa? Mình cắt nó. Thì bây giờ cái quan niệm của mình, bây giờ con gà mình cắt vậy nó đau đớn, nó không nói nên lời, nó nói mà gà biết mình không biết. Nhưng quý vị biết rồi, cái quả báo chúng ta tương lai, rồi chúng ta, người ta cầm cái dao người ta đưa vô cần cổ mình, ta làm nè, vì nghĩ sao nó kinh khủng chưa? Bây giờ mình nghĩ đi, cái tay mình chỉ cần bị cắt miếng thịt thôi mà nó còn đau, không chi là cầm cái dao mà cắt vô cần cổ của mình. Quý vị coi bây giờ lâu lâu bị mổ một cái mà quý vị biết rằng là người ta chích thuốc tê đó. Còn bây giờ cái bụng mình gì mà ta gạch sẹt sẹt giống hệt mình, quý vị mà mổ bụng gà, mổ bụng heo, bị làm sao nữa, y gan vậy luôn. Bởi vì cái cảm giác mà khi mà con chó rồi đồ con mèo đồ mà ở dưới quê người ta giết là người ta bỏ vô bao, bỏ vô bao xong người ta liền xuống nước, người ta nhặn nó, thì quý vị biết chúng ta chỉ cần ngợp một chút thôi mình khổ cỡ nào. Vậy mà con chó con mèo nó bị nhặn với nước gì, nhặn cho đến chết. Còn có những cái con vật mà như con dê đồ người ta giết ra ăn thịt đó, là người ta đem nó ra phía sau người ta chói, là người ta đập nó cho dập mình, dập hết hoàn toàn để nó toát mồ hôi, cái mùi hôi của con dê ra rồi người ta mới mang thịt. Quý vị nghĩ như bản thân chúng ta bị chói lại, rồi người ta quýnh mình cho dập thịt gãy xương, quý vị nghĩ khổ cái nào chưa? Gọi đây gọi là quả báo gì? Quả báo lăng trì. Thí dụ như cái tội lỗi có thể chặt một phát chết liền. Nên có những cái đạo mà người ta cũng ăn mặn khi người ta cúng, nhưng người ta chỉ một dao chí mạng khi người ta giết, một dao chí mạng, chứ không có làm cái chuyện tội lỗi như cái việc đập cho dập thịt dập xương rồi mới giết người ta. Đây là cái tội lỗi cực kỳ lớn lao, quý vị hiểu không? Nên có những mối đạo người ta cũng ăn thịt, nhưng mà ta có tâm thiện, một dao chí mạng mài cái dao cho thật là bén, xong dứt một phát một dao là phải chết, không được dao thứ hai. Vậy thì ngon quá, hiểu chưa? Chết một phát một nhẹ nhàng. Còn cái này quý vị coi, như bây giờ một người bị tạo tội nghiệp nặng nề khổ đau, là người ta không giết liền mà người ta bắt, người ta buộc mình lại. Quý vị coi, ngày xưa có những cái quả báo người ta phải chịu.
là khi bắt buộc lại và người ta cắt từ miếng thịt người đó. Cắt từ miếng thịt, từ miếng thịt, từ miếng thịt, từ miếng thịt, từ miếng thịt. Gọi là xử tử lăng trì. Còn có những cái loại giết ngày xưa mà người ta dùng bốn con ngựa để mà ghít con người này. Cuột tay, hai tay cuột một con ngựa, cuột cái bên hai cái chân hai con ngựa. Bắt đầu 1, 2, 3 giật một cái phạch. Chân cẳng, tay chân văng tùm lum. Ruột rang lòi ra. Máu phúng 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 lên. Kinh khủng chưa? Nó gọi là phân thay xử tử. Đó, quả báo không đó. Bây giờ quý vị coi một con heo mà nguyên cả xóm ăn. Quý vị coi dưới quê có những người, người ta giết một con heo cả xóm đổi lúa, có không? Có. Quê như Đức Hiền Đức cũng ăn nè. Không có giỡn đâu trời. Cái quả báo mình phải chịu cả xóm của mình. Trong một đời kiếp nào mình sẽ sanh lại một cái xóm đó, là cả xóm đi lại đó sanh. Rồi có một tên cướp lại giết cả xóm. Ghê chưa? Thì nói chuyện dẫn chưa hả? Giống như bây giờ dòng họ Thích Ca bị nhóm vua Tỳ Lưu Ly kéo quân qua sát hại là quả báo gì? Quả báo trong một cái đời kiếp dòng họ Thích Ca đến một cái hầm đó, bắt đầu kéo nguyên một cái đàn cá lên để mà thịt ăn. Thì trong đó có hai con cá chúa, Tiểu Ngư và Đại Ngư, nó phát nguyện rằng nhất định nó sẽ báo thù dòng họ này. Cái nguyện đó thôi quý vị, cái nguyện đó thôi. Như vậy đó mà khi trong cái thời cuộc Đức Thích Ca Mâu Ni thành Phật, mà vua Tỳ Lưu Ly là cái đàn cá đó đó kéo quân qua sát hại dòng họ Thích Ca, mà cái thời đó là Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni của chúng ta là ngài là một chú bé nhỏ cầm một cái cây gõ vào đầu con cá hai ba cái vậy đó. Vậy mà vua Tỳ Lưu Ly kéo quân qua sát hại, Đức Phật đã thành Phật rồi, vậy mà còn chịu cái quả báo là nhức đầu mấy cái tăng 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 lên. Kinh khủng chưa? Không chi là quý vị đập đầu con này con kia búp búp búp. Có khi mà con ếch vậy, thì thấy không? Con ếch, cái cách con ếch nó chết là quả báo của nó kinh chưa? Đưa cái bụng lên, cầm cái dao, sức, đứt cái đầu, sức 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 sức. Bốn cái, hai cái tay hai cái chân, đứt. Lốt da, xẹt. Lốt cái bụng lên, lấy gân, rút gân. Rút gân ngay cái bụng, ngay bút rút, đúng không? Đó, ghê lắm, mà giỡn đâu. Quả báo đó. Nên cái người tu hành nên phát tâm ăn chay trường là đúng nghĩa luôn. Quý vị phải biết rằng là răng của chúng ta là cái loại động vật ăn chay, chứ không phải là cái loại răng mà là gọi là động vật ăn mặn đâu. Quý vị biết, coi cái răng con mèo quý vị sẽ biết, răng con chó quý vị biết, răng nanh là ăn thịt, nó răng hổ là ăn thịt, quý vị coi răng bò là giống răng mình đó. Vì đi răng bò đi nó giống răng mình đó, đâu có nanh đâu. Quý vị có con bò nào có nanh không? Nên bò ăn cỏ. Quý vị có nghe nói bò ăn thịt không? Ít nói bò ăn thịt lắm. Bò ăn cỏ, hiểu chưa? Nên chúng ta ăn cỏ là đúng. Hiểu không? Đó, vì thấy không? Nói có tình có lý đàng hoàng. Nên ngay ngày Đức Phật thành đạo, chúng ta chia sẻ cái thiện pháp của Phật đến chi cho mỗi một con người được thấm nhuần thiện pháp. Bây giờ nếu mà lên đây nhà Đức hát vài bài hát cho bị nghe, nói chi nữa, muốn hát hát liền luôn nè. Nhưng mà nó không đạt bằng nói gì đâu, hiểu chưa? Ngày xưa giờ mình đã nói quen rồi, bây giờ mà hát đây người ta bắt buộc mình phải hát. Không để cho ai hát được hát đi, mình nói thôi, hiểu không? Vì nghe gì hồi nãy giờ nghe, cái ý niệm đó là cái đăng vô cùng quan trọng. Như vậy thì mỗi ngày phải nhớ Phật để mang một cái tâm niệm thiện nhất để đến với chúng sanh. Nhớ nghe quý vị, vì thì cái phước mình lớn dữ lắm, phước mình lớn dữ lắm. Kính mừng ngài Phật thành đạo, con cũng nguyện đời này giải thoát. Ngày nay là ngài Phật thành đạo, làm lễ chúc mừng đúng không? Vì nếu con không cầu giải thoát vậy không phải là nguyện của Phật. Đức Thích Ca Mâu Ni vừa thành Phật cái là ngài phát lên cái nguyện như sao? Lành thai, tất cả chúng sanh sẽ làm Phật. Tất cả chúng sanh đều có đức tướng của Như Lai, phước báo và trí tuệ giống hệt Như Lai. Họ sẽ làm Phật, Phật tin mình làm Phật. Thấy không?
Phật tin mình làm Phật mà mình không tin. Phật là người mà gọi là nhìn thấu cả tam giới này rõ ràng như trong lòng bàn tay. Phật tin mình là có khả năng làm Phật. Bởi vì nhớ không phải riêng mình đâu, mà tất cả súc sanh đều có khả năng làm Phật hết luôn. Nên mấy cái câu nói của Quán Tổ ngày nói đó, tại phàm không giảm, tại thánh không tăng. Đó là cái tự tánh của mình, tại phàm không giảm, tại thánh không tăng. Nó đều là viên mãn làm Phật. Nên quý vị coi bây giờ cái phước báo chúng ta tu từ đâu mà ra? Từ thiện pháp mà sanh phước chứ đâu. Bây giờ thí dụ như vị cúng dường cho chư tăng đi, chư tăng đi, vị mong cái tâm thiện quý vị là mong cho chư tăng có vật chất để mà sống, để mà tu. Đó là thiện pháp. Chứ nếu như quý vị nói con cúng dường chư tăng phước dữ lắm nè, con cúng dường chư tăng phước lắm nè, quý vị sai rồi, không hiểu. Cái phước nó sanh từ tự tánh quý vị mà ra đó, mình có sẵn rồi. Đức Phật nói mà, tất cả chúng sanh đều có đức tướng và trí tuệ giống Như Lai, tất cả chúng sanh có phước giống Như Lai. Nên Đức Phật nó hoàn toàn thông hiểu, giải thoát được cái tâm, không bị án mê mờ gì che lại. Nên tự tánh của Phật là phước báo viên mãn, hiện tướng phước báo viên mãn luôn. Còn mình là bị chướng che, là nghiệp chướng che, nên phước báo tự tánh, công đức tự tánh, trí tuệ tự tánh chưa hiển lộ. Chừng nào mà những cái thứ đó nó không buộc được mình thì những cái thứ đó hiển lộ. Còn bây giờ là mình còn buộc nhiều quá nên mình mê. Quý vị coi mặt trăng đang sáng nhưng mà mây đen che. Bản thể của mặt trăng là sáng nhưng mây đen che thì không phát sáng được. Nhưng mà cần một luồng gió thổi cho mây đen bay qua thì mặt trăng tức khắc lóe sáng. Nên chúng ta dùng câu ai với Đà Phật này niệm cũng như là làn gió để đẩy mây đen. Nên câu Phật hiệu này có thể giúp cho chúng ta giải trừ được những thứ mờ tối bị che tự tánh để phát được trí tuệ, phước báo và năng lực thần thông của chúng ta từ từ hiển lộ. Nhớ, cái này là cái quan trọng lắm. Nên tất cả những cái sự thiện pháp từ tâm mà làm, đừng cầu cái bên ngoài. Quý vị thấy chùa này nuôi nhiều người già, bị đem tiền bạc châu báu, vàng bạc vàng dòng ngọc ngà châu báu đem đổ vô đây, là cái tâm mới bị nghĩ cái tâm mới bị nghĩ là cho mấy bà già trong đây cuộc sống được ổn định. Tội nghiệp mấy bà cụ già, cuộc đời của bà già cả, sống cả đời khổ đau. Bây giờ khổ như vậy mà được ở trong chùa vậy, mong cho các cụ già sống khoảng đời còn lại được tốt đẹp. Nghĩ vậy gọi là thiện pháp, chứ không phải nói ô cái chùa này tu nhiều nè, cúng vô chùa này phước dữ lắm. Cái đó cũng là một nguyên lý để dẫn dắt, gọi là phương tiện để mà thiết pháp. Còn thật chất của pháp á, là cái gì? Là tự tánh hiển lộ hoàn toàn. Phải sanh thiện pháp để phát triển tự tánh là đúng. Chứ nó không phải cầu cái bên ngoài, mà cái bên ngoài chỉ là một cái hình thức để chúng ta phát tâm thiện thôi. Quý vị nhìn cái đó quý vị cần phát tâm thiện, nhìn cái đó cần phát tâm thiện. Quý vị thấy nhà người ta sập quý vị cần phát tâm thiện đi giúp giùm. Quý vị thấy người ta đói phát tâm thiện cho người ta ăn, đúng không? Cái nhân bên ngoài thì phát thiện. Nên cái người mà thấy người ta khổ mà không có một chút động lòng thì con người này bị chướng che nặng nề quá, dày mấy lớp, cuối cùng không có phát triển được cái thiện tâm. Còn mình tu rồi là cái thiện tâm mình nó phát nhiều, cái chướng che của mình nó rất là mỏng, mình có thể nhìn xuyên qua cái lớp mỏng đó để thấy bên kia. Đó là cái trí tuệ mình sắp sửa hiển lộ. Còn có những người, người ta gặp Phật pháp, người ta nghe Phật pháp, người ta không vô nổi. Là vì sao? Vì cái chướng che người ta quá dày. Có những người, người ta nghe niệm Phật người ta sợ thì quá nặng nề luôn. Có những người, người ta nghe kinh là người ta sợ. Nó có người ta nghe niệm Phật nó nói là chết đó, nhà chết sao mà bắt niệm Phật hoài vậy? Đó là gì? Đó là chúng sanh đọa lạc mới lên. Họ chưa có thể nào mở mang trí tuệ để nghe được kinh giáo, nghe được lời dạy của Phật, nghe được câu Phật hiệu. Còn quý vị mà nghe câu Phật hiệu mà ngủ bình an là phước vị dày lắm á. Nói vậy thấy rõ ràng chưa? Bây giờ tất cả người ở đây ai cũng đều nghe câu Phật hiệu mà ngủ được, vậy phước vị rất là dày. Còn ai mà nghe câu Phật hiệu mà ngủ không được là quý vị phải cố gắng nghe cho ngủ được. Đừng có bao giờ mà nghỉ nghe, chấp nhận không ngủ một tuần còn hơn là không nghe được câu Phật hiệu. Nó nhớ có cái cô kia cô ngồi của nó xong thầy nói cái gì cũng đúng ngủ ghê. Cho nói mà không đúng mà nói gì, nghe chưa? Nên từ nơi đó mà đi về đây mắt đi Phật ầm. Quý vị ngủ chưa quen đúng không? Thí dụ ngủ chưa quen đi, nằm đó niệm Phật, niệm theo. Bây giờ quý vị mà ngủ không được mà muốn bụm lỗ tai để ngủ là quý vị chết, chết chắc luôn. Quý vị phải mở cái nhĩ căn ra để nghe.
nó lấy cái đồ mà móc cái gái móc ra để nghe. Chứ đừng bao giờ mà nói đừng có nghe để ngủ, nghe chưa? Đừng có lấy mền lấy gói bụm lỗ tai nghe. Đó là che thiện pháp đó. Đừng có nói chuyện giỡn. Người ta bắt niệm Phật lớn như vậy mình phải nghe. Để rồi trong cái câu Phật hiệu đó mà mình được an tâm mà mình ngủ, vậy thì phước báo mình cực kỳ lớn luôn. Trời ơi, không có loại nhạc nào mà có thể mà phước báo lớn bằng câu Phật hiệu đâu. Đừng có nói chuyện giỡn. Không có một cái câu thiện nào ở trong cái cuộc đời này mà bằng cái thiện pháp niệm Phật hết chứ. Niệm Phật là thiện pháp nhất đó. Nó nên từ nơi đó một con người mà phát ý niệm về câu Phật hiệu là chắc chắn sẽ phát thiện pháp cao nhất, đỉnh cao nhất đến với nhân loại luôn. Nên một câu Phật hiệu này mà cả cái vàng này mà cùng niệm lên, bị nghĩ cỡ nào chưa? Hồi nãy chỉ có 20 phút niệm địa chung thôi đó, mà nguyên một cái vàng này niệm như vậy là quang minh đang phổ chiếu. Nó khắp nơi chỗ này đang phát triển, đất đai đang màu mỡ tốt đẹp, bụi bặm bay mất tiêu. Giỡn đâu nghe. Ồ, ngày xưa nhà đất mới chúng đây bụi nó bay phủ kín luôn á, nơi nào cũng là bụi, cây cối khô cằn. Vậy mà đi đến đây niệm Phật một thời gian, cây cối tươi mát, nhà cửa mọc lên ầm ầm, khu công nghiệp phát triển quá trời, đường xá nơi đây sắp sửa thành thành phố. Thấy chưa, không nói giỡn hả? Đó, nơi nào mà đạo tràng niệm Phật mà xuất hiện là chúng sanh nơi đó có phước. Họ đã từng tu phước, bây giờ họ gần đây hưởng phước. Họ không tu thì sau này hết phước. Nên quý vị biết một gia đình mình ở nhà niệm Phật, sớm là của mình được ảnh hưởng đó. Người ta không hiểu đó. Đúng ra kiếp nạn nó nặng dữ lắm, mà đến đó là kiếp nạn nó nhẹ. Quý vị biết rằng có một công đoạn mà nhà người ta cháy từng nhà, từng nhà, từng nhà, từng nhà, từng nhà cháy. Mà gì mà đến cái nhà niệm Phật, lửa quẹo, quẹo qua đường khác, tránh cái nhà niệm Phật, tránh cái nhà niệm Phật, quẹo qua cái nhà không niệm Phật. Trời ơi, kinh khủng thiệt chứ. Mà đâu phải mình kêu quẹo qua cái nhà không niệm Phật, mà là gì? Do là quả báo người ta mới chịu cháy nhà. Còn cái nhà này niệm Phật làm như có Long Thần hộ pháp gia hộ, Long Thần hộ pháp gia hộ, chứ không phải giỡn đâu nghe. Nó nên từ nơi đó mà mỗi một con người chúng ta, khi mà ở nơi nào niệm Phật là nơi đó có Phật quang phổ chiếu. Nên quý vị đi đâu cũng phải đeo cái máy niệm Phật, bắt điều niệm Phật lên. Đeo không chưa đủ, phải bắt niệm Phật lên chứ không phải đeo không. Mà vô đây thì đừng có bắt. Đức Chí sẽ bọc pháo mà bắt gì, hiểu chưa? Nó còn đi ra ngoài, lên xe, đi xe buýt, đi vô chợ, đi đâu cũng vậy. Đi đường vắng vẻ, đi ngang siêu thị, đi ngang cái chỗ mà nghĩa địa, bật lên. Bật, đi đâu cũng bật niệm Phật chứ. Đi tiểu cũng bật. Nó kết duyên cho mình mỗi lúc mỗi nơi. Trong nhà vệ sinh có nhiều con trùng nó đang đọa ở trong đó đó. Ở trong cái hầm phân bao nhiêu con giò nó nhúc nhích ở trong cái bị coi. Tụng kinh Địa Tạng đi rồi biết. Quả báo có bao nhiêu con vi trùng, bao nhiêu con vi khuẩn nó nằm ở trong nhà cầu, chịu cái quả báo trong đó. Mỗi ngày mà đi phân nước tiểu xuống thì nó dùng cái món đó là món ngon của nó đó. Vì nghĩ cái mình thì lựa cái món đặc biệt mình ăn, còn nó là ăn được cái món gì? Cái món phân tiểu hôi hám mà ở trong đó mỗi ngày nó đang ăn, đã chịu cái quả báo ở trong đó. Đối với mình là mùi hôi thối, còn đối với nó là mùi thơm tho. Quả báo nó làm cho mình phải là thèm thùa những cái điều mà dơ giấy. Kinh khủng không quý vị? Nên từ nơi đó mà vô nhà vệ sinh mà bật một câu Phật hiệu lên để làm chi? Tâm thành kính mọi nơi thì nơi nào cũng tốt. Còn bật lên mà không có tâm thành kính thì đó là tội lỗi. Còn bật lên mà có tâm thành kính vì chúng sanh thì là lợi ích. Bây giờ trong đó có những cái con trùng vi khuẩn ở trong nhà vệ sinh mà nó nghe được câu Phật hiệu, có khi câu Phật hiệu này giúp cho nó giải thoát. Vì có tâm như vậy thì tức khắc có thiện pháp liền, đúng không? Đó, tất cả những điều những đức hướng dẫn quý vị, nếu chăng thật mà làm thì phước duyên quý vị lớn cỡ nào chưa? Phước duyên lớn, cực kỳ lớn luôn đó. Có nghĩa là cả chùa này mà đều là gì? Dạy người ta niệm Phật không chứ làm gì. Thí dụ như các đứa bé gái nhỏ, thằng trai nhỏ mà niệm Phật đi, sau này phước tướng nó thay đổi hoàn toàn. Trời ơi, những đức mà cách nay mà mười mấy năm về trước nghe nó kỳ cục dữ lắm. Ừ, nó kỳ dữ lắm. Thấy không? Ôi thôi, quý vị nghĩ đi. Nếu quý vị coi hình ngày xưa, cái miệng nó ngồi, cái miệng nó dảnh lên gì nè. Cái miệng Hồi xưa là lúc nào cái miệng nó cũng là nó kinh khủng gì đó trời.
Nhưng mà tu từ từ với tự nhiên sao nó lạ chưa. Nên những đức nói hô lùng lé hô súng như gì, niệm Phật nó có cái sự thay đổi, thay đổi cái tâm nghiệp, thay đổi cái tâm nghiệp. Tại sao cái người niệm Phật họ què, họ không bị mặc cảm nữa? Vì thay đổi cái tâm nghiệp. Còn cái tướng nghiệp ở cõi đời này mà đã là què rồi làm sao mà hết? Hiểu chưa? Què làm sao hết? Nhưng mà tu đến mức cực điểm luôn, có khi có gặp người nó bẻ cái chân lại hết què. Cái này là kinh khủng quá, tu quá đạt rồi. Nhưng mà quý vị phải nhớ rằng nó chuyển được tâm nghiệp. Tâm nghiệp là thấy mình xấu, thấy mình ít học, thấy mình thiệt thòi hơn người ta, thấy mình ngu hơn người ta. Những điều thiệt thòi đó người niệm Phật tức khắc dứt bỏ liền, là thay đổi tâm nghiệp. Tâm nghiệp đó thay đổi rồi là thay đổi túc nghiệp. Còn thân nghiệp gì lé, gì què, gì hô thì nó phải còn cái thân nghiệp. Hiểu chưa? Thân nghiệp phải còn. Như những đức cỡ nào nó thay đổi cũng còn hô. Thì quý vị biết rằng nó tu với nó lòi lên miếng thịt thì nó đỡ hô. Nhưng bây giờ mà thân nghiệp này chỉ cần ốm lại là trở lại hô ngày xưa liền. À, nên quý vị nhớ rằng chúng ta ngồi trong đây sáng sủa và đẹp lên là do vì cái tế bào mình nó tốt quá, nên nó làm cho cái làn da mình nó tốt đẹp hồng hào lên, rồi nó đẹp. Nhưng quý vị chỉ cần ốm lại thôi thì chúng ta y rang với nhau luôn, thành một bộ xương. Đó, nhớ nghe. Đó, y rang luôn, thành một bộ xương hết trơn. Nó ai cũng là lòi lõm tùm lum lên. Nó, con mắt hút vô. Quý vị coi con mắt hút vô chồng. Khi mà không còn chồng nữa thì con mắt nó luôn hút vô chồng. Mũi thì xương mũi rồi nó lòi ra. Còn ở đây nó mắt trơn thịt thì nó hớp vô hoàn toàn. Còn cục cúm cúm. Còn đầu lâu của mình thì thôi không có cọng tóc, xương sọ. Vì thấy kinh khủng không? Chúng ta y rang với nhau luôn. Chúng ta chỉ có là cái sự ở bên ngoài che chở được chút thôi. Hoàn toàn chúng ta che chở được chút. Thí dụ như là cái duyên người này là sanh ra là cái mặt bầu bầu, thịt thà đồ bầu luôn, thấy không? Má đồ tròn tròn. Còn có những bà sanh ra thì cái mặt hớp vô, dịnh vô cái mặt thì không có miếng thịt. Là cái quả báo mình phải chịu á. Cái quả báo của thân nghiệp mình phải chịu, sanh ra là như vậy. Hiểu chưa? Còn có những người thì sanh ra nó cao, thiệt là cao. Là tại vì cái phước báo của họ tu trong lục đạo luân hồi là kính trọng người, nên họ cao ráo. Còn như những đứa sanh ra nó lùn là do gì nó đã từng cao ráo mà coi thường người lùn. Nó từng cao ráo mà lại coi thường người lùn. Nên cuối cùng đời này sanh ra được làm người nhưng mà phải lùn hơn đời trước. Nên cái người mẫu là cái tâm người ta đã từng tu cái hạnh cung kính và hạnh vui vẻ nhiều dữ lắm. Nên cái duyên của họ mới trở thành người mẫu. Thật sự mà nói hoa hậu có những người cũng không phải đẹp quá đâu. Nhưng mà tại sao duyên của họ là hoa hậu? Vì họ cúng hoa cho Phật và tâm cung kính, tâm thành kính, tu phước duyên trong lục đạo này mạnh quá. Nên đời này họ mới sanh làm hoa hậu. Nhưng nếu đấy lấy cái phước báo tướng báo đó để mà tu nữa thì nó thăng luôn. Còn nếu mà lấy cái tướng báo đó để mà dùng cái tướng đó để kiếm tiền thì nó si. Vì sao nó già nó còn xấu hơn bà già mà bình thường nữa. Nó lạ kỳ lắm. Ngày xưa ở đây có nuôi một bà cụ là hoa khôi. Ngày xưa bà là hoa khôi. Nhưng mà bây giờ á bà là hoa hôi. Tôi kinh khủng chưa? Có nghĩa là bả bây giờ là thôi bả tàn tạ dung nhan mà so sánh với những bà già mà không phải qua coi, bả còn thua luôn. Khi nó cao thiệt là cao mà khi nó già lại mà nó héo hon quý vị, thì nó khom sát xuống luôn. Nó khom kinh khủng luôn quý vị. Tại vì cái khoảng thời gian làm qua coi đi thẳng người ễn mông đồ đưa đồ ra, cuối cùng khi mà quả báo tuổi già nó khom hoàn toàn xuống. Còn cái bà mà lúc bình thường bả không làm cái đó để kiếm tiền thì tức khắc bả già nhưng mà bả vẫn còn cái tướng được chứ không đến nỗi tệ như một thờ mà quanh liệt liệt kia. Không phải giỡn đâu nghe quý vị nhớ đó. Nên một người phụ nữ mà đẹp mà bận áo dây là quý vị sắp chết rồi đó. Ai trong đây bận áo dây đưa tay lên coi. Cái thờ cuộc bây giờ quý vị nghĩ nó thờ đại, nó phát triển đến mức mà quý vị không có giải bận à. Người ta ngày xưa cái thờ mà chinh chiến nó khổ, người ta không có giải người ta bận. Còn có những người người ta nghèo cái thời xưa mà hai vợ chồng mà chỉ có được có một cái quần. Hai vợ chồng mà được có cái quần. Vậy thì vợ áo đâu bận, lấy cái bọc bận.
Quý vị biết rằng chồng đi thì vợ ở nhà, mà vợ đi thì chồng ở nhà. Kinh khủng chưa? Nó ta khổ như vậy đó. Còn mình bây giờ giải bao la mà muốn học đòi theo người thiếu thốn. Nên mấy cái bà mà đi về chùa mình, mấy bà bạn ốc dây là mấy bà vừa tội. Mấy bà biết mấy bà bạn ốc dây đi một vòng ngoài đường đã bao nhiêu con người đã tạo tội nghiệp chưa? Thấy không? Bây giờ mấy bà tròn chị chúng bà bạn đi ra ngoài đường đi. Mấy bà đi một vòng ngoài đường, nó nhìn mấy bà nó nói: "Ôi, trời ơi, đẹp quá trời ơi." Thì nó một ê như vậy luôn. Rồi thêm một cái nữa là người sống nó đã như vậy. Mà hương linh á, hương linh mà mấy con ma tâm dâm dục á, nó đi theo luôn, nó bám theo quý vị. Nó bám đi theo luôn, quý vị đi đâu đi theo hoài, nó mê quá đi theo. Nó đi theo là do cái tâm quý vị quyến rũ nó đi theo. Rồi bị vô nhạy xin đi nó cũng vô, nó đứng nó nhìn. Rồi bị đi ngủ nó vô, nó canh nó coi. Nên có những người mà phước khi si hoàn toàn thì hương linh nó làm chuyện đó với quý vị luôn. Ghê chứ, kinh khủng không? Nó nên mới là hút tinh khí thần của người ta kiệt quệ đó. Là phước si nó mới làm được điều đó. Hiểu không? Nên từ nơi đó mà đừng có nên bận áo dây đồ mỏng manh đi qua ngoài đường. Tại vì đó là cái nghiệp quả, mà nhất là ngoài đường là nhiều hương linh chưa siêu nhiều lắm. Nó bám víu quý vị. Nên mấy cái người mà bận áo dây đồ mỏng manh đó, mình mẩy họ thẹo dít và nổi mụn, nổi đồ mẳng ngứa đầy mình, là hương linh nó bám vào đó, nó cắn quý vị. Cắn quý vị mà nổi mụn lên, chứ không có giỡn đâu. Nên từ nơi đó mà bận đồ kín đáo là sẽ đẹp. May áo kín hết từ đầu cho tới chân. Ê, phải vậy đó. May có may bà thiệt ta. Thế bà thiệt ta, may từ đầu tới chân về chậu đó dùng cái thứ khùng của gì mà may gì. May đồ gì mà may kỳ cục vậy? May từ đầu tới chân. Quên chừa cái đầu đó, chừa hai cái chân hai cái tay ra. Nên mai chỗ nào kính thì càng kính chỗ nào càng đưa ra, nghe chưa? Nó mai từ đầu tới chân chồng nó quýnh chết, đúng không? Đó nên quý vị biết cái quả báo đó. Hòa thượng không ngày nói bận đồ mỏng manh tương lai đọa địa ngục, thấy không? Nó nên nghe kiểu này là nguyên một cái vàng này, đố ai dám bận đồ mỏng với ai dám bận ghiếp. Không ai dám bận mà quần ngắn á, đúng không? Quý vị coi cái đùi đẹp gì, đưa nguyên cái đùi cho người ta coi. Khoe đùi, thấy không? Khoe đùi thì thế nào đùi cũng nguy hiểm. Thấy chưa? Nên nói quý vị biết rằng, nên cái người tu cái phước báo của họ dày là họ không bao giờ phe ra bên ngoài. Họ bận đồ kính đó, thấy không? Nên cái bộ đồ lam quý vị mà bận là nó bị đẹp liền. Bận bộ đồ lam là đẹp liền vì kính, sanh phước, thiện pháp á. Còn bận một cái bộ đồ ngoài đời là nó lòi lõm tùm lum, quý vị thấy không? Ví dụ như mình đi ngoài đường tự nhiên mình gặp cái cô đó, cái mình nói: "Ôi trời, bà này vô chùa đẹp thế ghê, bữa nay sao thấy ghê trời. Sao mà bạn đồ thấy ghê?" Bất chợt bây hổm có một lần như nó đi ra bên ngoài á, đứa đang ngồi trên xe, thấy có một cô Phật tử ngồi đây nè. Trời ơi, có bạn đồ gì đâu thấy ghê. Mình vừa nhìn mình tưởng đâu có ma nào không. Mình nhìn lại thì mình thấy bà ba đi vô chùa tu. Nói: "Bà ba ngồi đây nè, đang ngồi nè." Nó thấy chưa? Mà bạn đồ đi tu thì rất là đẹp nha. Bạn đồ lam đi tu rất đẹp. Nó nên từ nơi đó mà mình nghe pháp, mình biết tu rồi, quý vị biết chuyển cái tâm niệm ác lại thành ý niệm thiện bằng câu Phật hiệu là hay dữ lắm. Nên những điều nhà Đức chia sẻ đây hồi nãy tới giờ nó đi trong cái phạm vi là ý niệm thiện sanh phước báo, ý niệm bất thiện sanh tội nghiệp. Nhớ nha, những điều chia sẻ này nó lợi ích dữ lắm. Khắp nơi nơi chúng ta nghe nên sanh thiện pháp, đừng có tâm ác ý đến với người khác, sẽ tội lỗi rất là lớn. Còn quả báo khi đến đừng hỏi câu tại sao. Đừng bao giờ hỏi câu tại sao, mà hãy nói rằng nhân đã tạo thì quả chịu. Khi mình nghe Phật pháp mà mình hiểu được cái ý niệm nó rất quan trọng. Nó có thể thay đổi được cái số mệnh cuộc đời chúng ta, là cái ý niệm của mình thiện hay bất thiện. Thí dụ như tâm niệm mình là thiện thì sanh thiện pháp, mà nếu như tâm niệm mình mà bất thiện
thì sanh ra ác pháp. Pháp nó cũng có cái ác, nếu như tâm mình mà là ác thì nó sẽ phù hợp với ác. Nếu tâm mình là thiện thì nó phù hợp với thiện. Còn thế giới cực lạc là chơn thiện, hình như là nó xa lìa luôn cái thiện của lục đạo và xa lìa luôn cái ác của lục đạo. Nên từ nơi đó mà mỗi một con người chúng ta khi học Phật, cái tâm niệm cực kỳ quan trọng. Giống như có một cái câu chuyện mà khi vua Lương Võ Đế cùng với Hòa Thượng Chí Công, hai người đang ngồi, đang đứng ở trên một cái cung thành cao, nhìn xuống dưới mặt đường, thấy có một người bán dưa hấu. Có người lại mua dưa hấu mà ông này ông đuổi, ông xua, ông không bán, mà ông chửi, ông tức. Còn một người thì vừa đến cái sạp dưa hấu, thì ông này ông mời dưa hấu ăn. Khi mà ông đưa dưa hấu không lấy tiền luôn, cho luôn. Thì lúc đó vua Lương Võ Đế thỉnh hỏi Hòa Thượng Chí Công. Hòa Thượng Chí Công ngài là Bồ Tát Quán Thế Âm thì hiện và một bậc cao tăng tu hành đắc đạo, có đầy đủ năng lực, có thể biết được những đời quá khứ. Thì vua Lương Võ Đế thỉnh hỏi Hòa Thượng Chí Công, vì duyên cớ gì mà sự việc lạ như vậy? Người đến mua đồ mà lại đuổi xua không bán, mà người đến người kia đi ngang thôi mà cho dưa hấu, mà mời cho dưa hấu ăn là sao? Thì Hòa Thượng Chí Công nói rằng là cái người mà đến mua dưa hấu mà bị đuổi xua mà không bán kia đó, là những cái đời trước đó, cái ông bán dưa hấu này nè, ổng bị tội tình gì đó mà chuẩn bị giết. Cái ông mà lại mua dưa hấu đó, là ổng nhìn cái ông này bị tội, sắp sửa bị giết đó. Tuy là tạo tội thật sự sắp sửa bị giết, nhưng ổng nói một câu rằng là đáng đời. Một câu đó, ý niệm bất thiện. Người ta đã bị khổ rồi mà còn nói một câu đáng đời, kèm với một câu. Còn cái người mà đi ngang kia mà mời dưa hấu ăn rồi cho dưa hấu đem về, là ổng gặp cái ông này sắp sửa bị giết, ổng nói một câu tội nghiệp quá. Chỉ có một câu vậy thôi. Vậy mà trải qua thời gian lâu vậy, gặp lại cái tâm thương yêu, cảm ơn, quý mến. Còn cái ông kia mà nói đáng đời một câu thôi, mà gặp ông này chửi, đuổi xu. Thấy không? Ý niệm đó. Quý vị coi, nếu như chúng ta mà không biết niệm Phật một ngày, vậy là chúng ta phát bao nhiêu ý niệm sai lầm chưa? Ý niệm bất thiện chưa? Nói mà nhà bên cạnh các nhà to hơn là mình đã chù cho sạch nhà người ta. Họ vui hơn nhà mình cũng không chịu. Nhà kế bên mà thằng con trai người ta cứ vợ đó, mà cứ đứa con dâu đẹp. Nhà kế bên thì con trai mình cứ dâu xấu, vì mà mình cũng ghét nó, con dâu xấu chừng nó hư. Tức lên nói câu gì, hiểu không? Đó là ý niệm bất thiện đấy. Nghĩa là không bao giờ mong muốn người ta hơn mình. Khi người ta hơn mình cái là trong lòng không vừa lòng, không vừa ý. Cái tâm bất thiện đó, nó kinh khủng lắm. Nó tổn hại mình cực kỳ lớn luôn. Nói vì giờ đây vị nghe gì, cái vị thấy nhận thức sâu sắc không? Cái nhân cái quả nó kinh khủng chứ. Nó có những người hỏi câu hỏi rằng là thầy ơi, cái tội nghiệp của con như vậy, con làm tội gì mà con bị như vậy thầy? Chúng ta không cần phải giải thích, vì mình không đủ năng lực đó. Chúng ta chỉ cần nương vào lời của Phật dạy thôi. Muốn biết nhân đời trước, xem quả báo đời này. Thì bây giờ đời này quả báo mình như thế nào thì nhân đời trước đã tạo vậy rồi. Bây giờ chúng ta đời này quá trời khổ, mình hỏi lý do, thầy giải thích cho con nghe thế, con là tội nghiệp gì mà đời này con tạo, con phải khổ đau như vậy. Thì muốn biết nhân đời trước, xem quả báo đời này. Cái quả báo đời này là nhân đời trước đó. Còn muốn biết quả báo đời sau thì xem nhân đời này. Nhân đời này tạo cái gì thì quả báo đời sau y rang như vậy luôn. Cái nguyên lý này khi mình hiểu rồi thì tức khắc con người mình nó thông tâm liền. Còn nếu như mình giải thích coi chừng mình giải thích tầm bậy. Tại vì sao? Vì mình không đủ cái năng lực nhìn thấu những đời quá khứ, hiện tại, vị lai nữa. Không nhìn được. Không nhìn mình giải thích tầm bậy sai á, không giải thích đâu, tội nghiệp. Chỉ cần dựa vào lời của Phật là cái nhân quả rất rõ ràng. Khi mà nhận thức được cái nhân quả rõ ràng như vậy rồi thì tức khắc quý vị nói đúng chắc chắn 100%.
Nên từ nơi đó mà mỗi một con người chúng ta, tất cả những người chúng ta nghe pháp nhớ, tất cả những gì khổ đau trong cuộc đời này chúng ta gánh chịu đều là do nhân mình đã từng tạo. Và tất cả những gì chúng ta đang được vui sướng trong cuộc đời này đều là do nhân mình đã từng tạo. Nếu như mà cái việc mà tạo phước duyên mà đời này được quả báo tốt, mà đời này không tạo phước duyên thì đời sau hết phước là khổ đau. Quý vị phải nhớ rằng á, thí dụ như chúng ta ví dụ trong cái lục đạo luân hồi này, cái tầng cao nhất là cái tầng đặc biệt nhất. Nhưng mà nếu quý vị không tu phước nữa nó sẽ hạ cấp. Không tu phước nó hạ cấp, không tu phước nó hạ cấp, nó hạ chừng nào đến tam đồ ác đạo luôn. Còn nếu như cái tầng cao nhất mà xài cực kỳ nhiều thì nó hạ một phát một nó giết quý vị tới từng chót nhất luôn. Nên có những người ở cõi chờ người ta hạ một phát một đi đọa luôn. Kinh khủng không? Nên mỗi một con người chúng ta là mang một ý niệm thiện là tu phước duyên đặc biệt lắm. Thí dụ như bây giờ quý vị đi ngang một cái nơi nào đó, quý vị gặp người ta đang đào đất gì, người ta làm đường đủ cực khổ, mình A Di Đà Phật nguyện Phật gia hộ cho những người này có sức khỏe để họ làm đường xá. Rồi thí dụ như mình đi ra đường mình gặp người ta chạy xe chạy ào, mình nói A Di Đà Phật, Phật gia hộ cho con cái của ai mà đừng bị cái gì tội nghiệp cha mẹ nó. Có nghĩa là mỗi một cái tâm niệm của mình thấy những cái gì mà đáng sợ, mình A Di Đà Phật nguyện Phật gia hộ cho người đó thoát nạn. Mình đi dọc đường mình thấy cái người ta bị tai nạn, xe nó tùm lum, rồi tay chân đầu nó gớt tứ tung, thì bắt đầu là mình A Di Đà Phật, Phật gia hộ để tiếp dẫn người này về cực lạc Tây Phương. Tất cả những ý niệm vậy quý vị dễ lắm, dễ phát ý niệm thiện lắm, mà cũng cực kỳ phát ý niệm ác luôn, dễ luôn. Ví dụ như vị đi ngang một cái đám cưới, mình A Di Đà Phật nguyện cho cô dâu chú rể trăm năm hạnh phúc. Hoặc là mình đi ngang cái chỗ người ta đang chuẩn bị đẻ. Chưa? Người ta đang chuẩn bị đẻ, mình niệm A Di Đà Phật, Phật gia hộ cho người này đẻ dễ dễ một chút. Đừng có đẻ khổ như con ngày xưa gặn quá trời mà không ra. Chưa? Cái tâm niệm thiện là nghĩ về người ta, vậy một tâm niệm đó thôi là đã có phước rồi. Những điều như Đức chia sẻ nó dễ hiểu quá trời luôn. Hiểu chưa? Nên thí dụ mình đi ngoài đường mình thấy cái chú thợ điện ông leo lên cái cây cột điện toàn ten, mình A Di Đà Phật mong điện đừng có giật cái chú này. Thấy không? Chứ mình nói trời ơi coi chừng điện giật chết, té xuống mà chết luôn nha. Cái tâm nó vẫn bất thiện. Còn mình A Di Đà Phật cầu Phật gia hộ cho người này điện đừng có giật người này. Người này leo toàn ten nhau đừng có té, đúng không? Còn mình nói coi chừng điện giật chết, té bây giờ kìa. Mình nói vậy là ý niệm bất thiện, mình hù người ta té. Hiểu chưa? Mà thí dụ như mình gặp người ta đang buồn phiền ung thư rồi người ta đang lo sợ, thì bắt đầu mình lỡ mình an tâm giùm cho người ta, không sao đâu chị. Em gặp nhiều người bị ung thư lắm mà người ta niệm Phật người ta an tâm, có sao ấy. Không có sao đâu chị, đâu có gì đâu chị, bình thường niệm Phật đi, không có sao đâu chị. Một câu đó nó có phước liền. Còn mình gặp người ta ung thư mình nói trời ơi ung thư sớm trên nó chết sạch nhất hết trơn. Mình nói một câu vậy thôi nó có tội liền chứ không phải chuyện giỡn chơi đâu. Mình làm người ta sợ, hiểu không? Nó hoặc là chồng người ta đi biển, trời ơi xiông gió bão tố ầm ầm, người ta nhà ăn không ngon ngủ không yên. Vậy mà mình lỡ mình nói trời ơi biển cả kiểu này chắc chìm xuồng hết trơn. Mình làm cho người ta sợ, mình cái câu đó là bất thiện, hiểu chưa? Nên mình nói trời không sao đâu chị cứ niệm Phật đi chị, niệm Bồ Tát Quán Thế Âm gia hộ cho ảnh tay qua nạn khỏi, không sao đâu chị cứ bình tĩnh. Bây giờ nhờ cái tâm niệm của chị thiện mà tự nhiên ảnh thoát nạn, tai qua nạn khỏi nha, không sao đâu. Trong cái lúc đó mình an tâm cho người ta, dù cái nghiệp duyên gì đến với chồng người ta, nhưng lúc đó mình đã an tâm được cho người ta là nó đỡ nghiệp duyên cho chồng người ta. Còn mình mà châm dầu lửa, mình mang cái tâm bất thiện, thì tức khắc mình cộng nghiệp ác với người ta, mình tạo tội nghiệp, thấy chưa? Nên quý vị nghe tất cả những điều này, quý vị phải dùng câu A Di Đà Phật vào trong cuộc sống không? Mỗi lúc mỗi nơi đều là quý vị đều phát một tâm niệm thiện hết. Ví dụ như bây giờ ngồi trong cái hội chúng đông như vậy, thiệt là đông, nó nóng nực, nó chặt chội. Ví dụ mình nói ai vậy là Phật, Phật gia hộ cho những người nghe pháp ở đây, Phật quang phổ chiếu cho họ nghe, họ đừng có đau chân, họ đừng đi đâu, ngồi hoài chỗ. Nó mang một cái tâm thiện vậy nó phát lên thì tức khắc mình có phước với bao nhiêu con người duyên, bao nhiêu con người ở đây luôn, hiểu chưa? Còn mình nói thờ nghe pháp gì đâu mà ngồi gì đâu mà đông dữ, không biết một chút chắc đi ra hết trơn. Cái tâm đó là bất thiện rồi đó, chứ không phải chuyện giỡn đâu. Nó nên thiện pháp hay ác pháp là do tâm sanh. Nếu hiểu được thì sanh thiện pháp liền.
Thí dụ như giờ mình bưng một ly nước lên mình uống mà bây giờ nguyên ly mình uống không hết, còn miếng, mình nói mình cái tâm mình hát có tội, ác pháp rồi thấy chưa. Nhưng mà bây giờ mình bưng một miếng nước này lỡ một cái, nếu nó không có cái cây nào, thí dụ như không có một cái cây nào luôn, mình thấy nó trống lỏng không có cái cây nào chứ, thì tức khắc mình dùng ly nước mình làm này, tưới nhẹ dòng gì cái là gì, con đem miếng nước này con xin kết duyên cùng với đại địa. Tâm mới bị lớn cỡ nào chưa, hiểu không? Còn nếu như có cây kế bên thì đừng có tưới rau đất mà mình tưới vô cái cây, nó cúng dường cho cái cây này và nguyện tam bảo gia hộ cho cây cối đều xanh tươi. Cái tâm đối với vị nghĩ nó thiện cỡ nào chưa, nó nên cái tâm á, nó sanh thiện pháp lớn hay nhỏ là do cái tâm mở ra. Nên tại sao quý vị vô ngôi tam bảo mà phước duyên quý vị tu nó mau lớn gì? Tại vì sao? Vì nhiều người quá mà tam bảo là đại diện luôn rồi, Phật pháp tăng là đại diện cho tặng hư không khắp pháp giới. Một huyện, một tỉnh, một thành phố, một nước không thể nào có thể so sánh cùng với tam bảo được. Vì tam bảo là Phật pháp tăng là đại diện cho tặng hư không khắp pháp giới. Cái sự giáo hóa của Đức Thích Ca Mâu Ni là ở cái cõi Ta Bà này. Sự giáo hóa của Ngài là toàn cái cõi Ta Bà này, quý vị nghĩ đi. Từ nơi đó mà cái sức thuyết pháp của Đức Thế Tôn đó, là cái pháp âm Đức Thế Tôn đó, là bậc A-La-Hán, thần thông đệ nhất như Tôn giả Mục Kiền Liên vẫn không đo lường được cái pháp âm của Ngài. Khi Tôn giả Mục Kiền Liên mà Ngài là thần thông đệ nhất, đệ tử bậc thượng thủ của Đức Thế Tôn, mà khi mà gọi là bay đến một cái quốc độ để mà nghe thử cái pháp âm Đức Thế Tôn là thiết giảng mà pháp âm nó vang dội tới đâu, thì bay đến cái quốc độ của Đức Phật Thế Gian Tự Tại Dương Như Lai, mà lúc đó mà gọi là Đức Thế Phật Thế Gian Tự Tại Dương Như Lai biết người này là muốn đo lường pháp âm của Phật, thì Đức Phật Thế Gian Tự Tại Dương Như Lai nói rằng ông đừng bao giờ nên đo lường pháp âm của Phật. Pháp âm của Phật chỉ có Phật cùng Phật mới có thể hiểu tột cùng. Còn ông là bậc A-La-Hán không thể nào đo pháp âm của Phật đâu. Tại vì pháp âm của Phật là tặng hư không khắp pháp giới, bao trùm hết trơn. Khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đang thuyết pháp ở cõi Ta Bà thì tất cả các quốc độ của chư Phật đều nghe được pháp âm này. Kinh khủng như vậy đó, không có giỡn đâu. Vậy thì một tâm niệm ác của chúng ta cũng lượng tặng hư không khắp pháp giới đó quý vị. Và một tâm niệm bất thiện, một tâm niệm thiện của chúng ta cũng lượng tặng hư không khắp pháp giới. Nên quý vị biết cái công đức ở trong ngôi Tam Bảo mà khi tu xong hồi hướng, chỉ cần một câu nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả Phật tử và chúng sanh đồng trong thành Phật Đạo, thì một câu này thôi nó đã lượng tặng hư không khắp pháp giới quý vị, đã kết thiện duyên đối với chúng sanh. Nên cái phước báo của cái người tu nó rất là lớn, cực kỳ lớn luôn. Nhưng mà cái quả báo mà phải chịu cái hoa bảo báo ở cõi đời này mà khổ á, là nó nhỏ lắm, rất là nhỏ. Nên cái người mà tu hành cầu giải thoát á, mà cái khổ ở cõi Ta Bà này mà mình đang gánh chịu đó, nó nhỏ lắm, nó rất là nhỏ, không có đáng nói tới đâu. Quý vị đừng nó than thở chi mất công. Dạ. À, chúng ta hôm nay học đến đây thôi quý vị. Chắp tay hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh về tịnh độ. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày mùng 8 tháng 12, đệ tử chúng con tổ chức ngày lễ Phật thành đạo, nên giờ này vừa lễ Phật xong, đệ tử chúng con nguyện nương vào hạnh từ bi của chư Phật Bồ Tát làm cái lễ phóng sanh. Chúng ta là những người nghe Phật pháp, biết rằng tất cả chúng sanh đều là ông bà cha mẹ trong nhiều đời nhiều kiếp. Ông bà cha mẹ chúng ta cũng vì thương mình mà đã từng tạo nghiệp, nên khi tạo nghiệp xong đọa làm loài súc sanh, chúng ta vô minh không biết, lại cuối cùng lại ăn thịt chúng sanh, đó là ăn thịt ông bà cha mẹ của chúng ta. Hôm nay nghe và biết được thì mỗi người chúng ta nghe đạo phát tâm từ bi ăn chay mà còn phóng sanh,
Nên chư Phật chư Tổ sư nói rằng là chúng sanh thương nhất là thân mạng, chư Phật Bồ Tát thương nhất là chúng sanh. Chúng ta ăn chay và phóng sanh là tròn tâm nguyện của chư Phật Bồ Tát. Đây là hạnh đại từ đại bi. Từ là ban vui, bi là cứu khổ. Từ nơi đó mà chúng ta phóng sanh là đang giải cứu cho tất cả chúng sanh đang bị nhốt, cũng như chúng ta đang bị ở tù. Mà ai mà thả chúng ta là chúng ta cảm ơn dữ lắm. Cũng như mấy con chim này nó đang ở tù mà chúng ta thả nó thì nó cảm ơn mình rất là lớn. Nên tất cả những người bệnh hoạn, ung thư, bệnh này bệnh kia, nên dừng lại cái nghiệp sát, mà nên phát tâm ăn chay trường và phóng sanh. Đó là cách để mà hóa giải nghiệp và hóa giải cái bệnh. Chúng ta còn quy y Phật, quy pháp, quy tăng cho tất cả những chú chim này khi nghe được pháp môn Tịnh Độ, nên nương vào pháp môn Tịnh Độ niệm Phật để cầu sanh cực lạc. Khi được thả ra thì ở xung quanh ngôi Tam Bảo, nghe danh hiệu Phật, khi bỏ báo thân này đều hướng về thế giới Tây Phương cực lạc. Quy y Phật không đọa địa ngục, quy y pháp không đọa ngạ quỷ, quy y tăng không đọa bàn sanh, quy y Phật không đọa địa ngục, quy y pháp không đọa ngạ quỷ, quy y tăng không đọa bàn sanh, quy y Phật không đọa địa ngục, quy y pháp không đọa ngạ quỷ, quy y tăng không đọa bàn sanh. Chúng ta đồng niệm Phật vui vẻ hoan hỷ thả chim nha. A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, 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 Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, nguyện đem công đức này hướng về trong tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ. Chúc quý vị an lạc nha. Chúc tối nay ngủ ngon. A Di Đà Phật.